nữa, nữa tí nữa rồi. Đây. Cái thùng mới pét là khâu rồi. Chọn cha thì sao vậy đó. Nó phải lắm. Nó không màu bằng chừng này rồi. Thôi dốc. Thank you.
Gracias.
bên này. Bên này. Chị chăm mình ra, chị chăm tắm. Kê bên này. Kê bên này. Chân nó mới đứng về, mình đứng về thật là chân. Phát nữa. Nhầm. Chỉ cần ở đây với kia, ở dưới không còn nữa. Dưới nhìn bằng mắt à? Dưới thì không, không... Được rồi. Ấy rồi, lấy. Chắc thịt cũng hơi khô.